Là ngày Chủ nhật 18 tháng 6, 2023, đang đứng ở Texas và trong một công viên là họ trang trí rất là nhiều đàn bò. Được đi với anh Cường, anh Tùng, bạn Thủy, bạn Phương và sinh nhật của Thu. Được yêu cầu hát đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng đã cạn khô. Người ta làm những cái tượng rất là đẹp, rất là tự nhiên, rất là hay luôn.